Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với trò Battlefield 4. Nhưng mà mình sẽ đi chơi multiplayer. Trời, chiến trường của nó chơi nó đông, nó vui lắm kìa. Mà phải kiếm được cái phòng nào nó đông đông một tí. Phòng này full bar rồi. Cách kiếm phòng nó hơi giống mua phây. Phòng mà cũng nhiều lúc cũng full hết trơn rồi. Bà nội cha nó. Nó có cái map mà mình chưa có, không có mua. Nói thật là mình không có mua luôn á, tại chơi cũng đâu có nhiều đâu. Mình mua cái bản thường của trò này thôi được rồi. Trong này nữa hả ta? Kiểu như chiếm điểm á. Mới mở được có mấy cây súng mà. Súng cơ bản bắn không biết sao. Trò này mình thấy nó có cái vụ mà nó ban giữa chừng luôn ha. Nếu như mà bạn kìa mình thấy có ông kia ông hắc á, ông dùng chip ông giết tụi kia đó thì tự nhiên cái nó vote ban được. Cái khi nào mà đầy đủ mấy cái người mà kiểu dạng như là đồng ý là thằng nó hack rồi đó, thì cái thằng admin nó sẽ tự động nó remove thằng đó luôn, nó ban thằng đó ra luôn. Có cảm giác cái âm thanh nó hơi to rồi, tí dùng chỉnh lại. Cho server nước ngoài nên nó hơi lâu tí. Hai bốn rồi. Opposition Locker. Cho trận thì nó hơi lâu vậy á, chịu khó chờ nó một tí. Và đấu thì mình cũng không biết đấu khi nào xong nữa. Rồi vô trận rồi. Mình làm sniper, mình thám thính tình hình trước cái chỗ. Ui, what the fuck. Vừa mới vô. Gì vừa mới vô mà ghê vậy? Yếu máu luôn rồi. Vậy là không cầm cái kia được rồi. Ghê ha. Nhặt mấy ông mà chơi lâu rồi, mấy ông bắn trò này kinh lắm. Phải chiếm điểm. Gì? Đây có đường ra ngoài đúng không ta? Không phải. Mình lộn. Bồn chết đằng kia. Ôi hai ông có súng xịn hơn, bắn căng ghê luôn á. Mouse sensitivity nè. Deploy tiếp. Chết gì vậy? Này nè. Ui, ui. Thôi, giết được đứa. Ui, bắn căng gì. Bắn căng dễ sợ luôn á. Yếu máu. Nghe nó có cái túi máu. Bậy cực. Bờ máu không trả xong. Với lờ L852 súng bỉ
Deploy. Súng mình nè. Hà Nội nè. Chưa mở được mấy súng kia dưới nữa. VIP slot 10. 10 đô một tháng phải cực. Kỳ vậy ta, mình không được hồi sinh nữa hả? À, phải chọn điểm, phải cứt. Ôi, à sau lưng nữa, hèn chi. Mình thấy tự nhiên bắn, thằng nó bắn dính mình đâu. Tiếp. Cho hồi sinh ngay chỗ này luôn, hèn chi tụi nó vòng ở sau lưng mình được. Ta thấy ta ra ngoài. Đéo vô chồng nữa. Qua đều. Ủa nó bắn căng dễ sợ luôn á. Làm súng gì cũng chết, súng nhắm chết nữa, thiệt. Tại nó đấu trong nhà không à. What the fuck. Ôi, mà thấy không? Bắn bao ghê luôn. Nói rồi vô trong trời này, một là ngập hành thôi. Hai thì nó bắn rồ tụi nó tại. Ôi. Thất thủ mẹ nó rồi. Tìm nó chắc thắng quá. Gặp mấy ông bắn gì thánh vậy. Hey. Giờ ta chơi Battlefield 1 hết, Battlefield 1 giờ thấy cũng ít ai chơi rồi, giờ mình mới còn chơi Battlefield 4. Trời ơi, còn 17 máu, viên nữa chết rồi. Núp. Thì con. Ra ngoài. Ơ, à, bạn bồ. Gì? Bắn ở đâu bạn mình vậy? Sao đếm được? À, có tờ súng nấm đây rồi, yên tâm. Cha này không biết sắp chết chưa nữa. Gì? À. Ủa? Trời, nó đâu ra vậy? Ơi. Trời, nó công lên rồi. Ôi. Ghê vậy? Công lên bao nhanh luôn. Bộ ra ngoài chết luôn kìa. Có câu AK-12. Nó bắn ở đâu bồ mình vậy đó. Bồ mình vừa lên chết luôn. Acid rồi xong, ít máu rồi chạy. Ôi. Hey, mình người Trung Quốc. Hey, 你的一箱来了，快拿走.
tự bơm máu. Rồi được rồi, được, chăm máu. À, lên chơi tiếp. À, giết được đứa. Cả hai thằng súng kèn luôn. Ôi team nó cực chồ. Team nó hợp tác kinh khủng luôn á. Đi đâu vô một cái đi hết đám luôn à. À, mình chỉ còn cái điểm cuối cùng vậy thôi, mình phải thủ tụi nó. Bắn căng thấy mẹ. Bơm. That made in SWAT là sao? Công vào luôn, ghê. Vậy là mình được cộng điểm acid chứ. Thua sắp mặt luôn. Team Trung Quốc của mình thua rồi. Ôi, team Trung Quốc đã thua. Sợ được chứ, mấy ông này có súng xịn hơn mình nữa. Bắn gì thánh vậy. Thề luôn. Súng nhắm mình còn cái súng nào khác không? Ồ, không được luôn. Có mỗi cây này. Cái cây cùi nhất. Trời ơi, nó bắn bồ mình cơ. Lên. Nó bồ mình công luôn. Yeah, lên 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 lên. Đợi hồi máu cái. À, cũng gần như đầy đủ rồi. Ok. Bắn đầu đó. Bộ mình còn thủ mà. Ồ. Chết bà nó ăn thằng rồi. Ủa, giết được đứa. Ha, à, khói dữ quá mình không thấy. À, nằm được nó ghê. Ủa, nó ghê không? Mặt chẳng quá. Ơ, à, bắn xuyên luôn. Trời, nó xả đạn kìa. Bên kia biết có hát không nữa. Sao nó bắn kinh dư. Thôi. Chín viên, hai viên, yếu máu luôn.
đúng luôn, bên nó mạnh. Ôi cục qua đây. Ý núp. Kill acid. Ngon. Súng mình như bắn viên thôi cũng y gần yếu méo rồi. Nó giống mấy kiểu mà bị chăm của đục kích đều đấy. Chỉ còn đứng đây, đứng đây thủ thôi. Má bồ mình vừa ra kia là chết liền luôn. Súng này nhắm cái nó nhắm được có một lần à, không có xa lắm. Phải cứu được đội luôn, ghê vậy. Ừ, giết được, ngon. Kèm đi, mẹ bà nó. Ủa nó bắn vào viên còn 30 máu à. Ôi. Hai 30 máu sao nó không hồi máu đi. Ba máu còn viên nữa tôi hẻo rồi. Hồi máu nhanh lên. Ôi bạn thấy không, mình vừa mới ra cho một cái nó bắn. Quyết tâm nó bắn được mình rồi. Thế sao nó nghiêng đầu ra được ta? Hết sọ. À, đứng kế bức tượng nghiêng ra giống trình trên Farai gì chị. Đập 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 kèm kèm đây. Dính không? Ồ không dính. Bình tĩnh. Núp ở đâu dưới đây đã bắn người ta. Chạy lại đó canh tiếp nè. Bộ mình chỉ có một vậy thôi. Một gì? Kêu acid, ngon. Kể nó bắn vô cho bộ mình bắn được nữa. Hỗ trợ mà. Bộ chiếm được thêm điểm nữa. Ra ngoài. Có đứa ngoài. Bị hại xấu. Hí. Má level nó kìa, 120. Phải không ta? Thấy cái dấu xài 120 không biết phải không nữa. Không, không tỉa nữa. Ủa vẫn còn hả?
Năm hai máu vải này. Sao mà cái scope của nó có thể bắn được tới cái tầm xa gì được ta? Bắn ngay đầu luôn chứ. Anh dùng mới chiếm cho một tí cái nó chiếm lại. Phải thật. Cộng vô. Hello. À, mình đang cướp cờ của nó. Hả? Chiếm điểm này. À, mình được quá chừng cái huy hiệu acid luôn. Phải đá hỏi với sao? Máu rồi, đi công tiếp. Nghe tiếng chân cái chạy dài dưới đây. Ôi, giết được đứa. À, tụi nó công vô lại rồi, giờ nó cứu bồi được nó chứ. Xin đây luôn. Ôi. À, lùm lùm mấy thằng recon á. Nó chạy nhanh lắm. Vô đây cho cái nó chiếm lại cờ đó. Ôi, cho đây nữa. Trời ơi, một trận chiến của nó cũng phải 60 phút. Thằng nào đang chiếm ở trên nhỉ? À đúng quá. Tìm mình thua. À, mệt quá. À, vô đúng bị hành ngập mồm luôn bạn thấy không? Lên cấp vãi. Hừng lóc. Ok, biết. À, chứng tỏ cái game này nó cũng chưa có dead hả? Vẫn còn người chơi. Mà có nhiều cái bản kia mình phải mua thêm nữa mà mình cũng không có rảnh để đi mua đâu. Mình ít chơi trò này mà. Chủ yếu vô trải nghiệm cho nó. Coi mình có mua mà không chơi cũng phí. Nên mình cũng phải vô trải nghiệm một tí xíu. À. Ok thì clip của mình tới đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ơn hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.